Xin chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn nào quay trở lại với Ado TV các bạn. Lâu lâu lên nhà bác Cường ăn trực các bạn. Cứ rình rình là cuối tuần lên nhà bác Cường kiểu gì cũng có món ngon. Vì là cuối tuần là con gái của ông Cường hay về mà. Hay về nhà ngoại mà. Đúng là nhà lấy chồng ở gần có khác các bạn. Chị Cúc thì cứ cuối tuần là thứ bảy nhà, anh chị vào chơi. Ông Cường thì nhà rau thơm, có món nộm sứa. Nộm sứa biển à? Ở trên mình mùa hè người ta hay thường bán mấy cái con sứa biển các bạn, người ta thái sẵn rồi. Thì đem về nó hơi mặn mặn một chút, đem về ngâm rồi sẽ làm nộm các bạn, mùa hè thì ăn khá là ngon. Mát. Nhặt luôn rau ngay cạnh nhà luôn. Nhà rau gì ấy? Nộm thì cho lá chanh các kiểu. Bà Cường thì đang thu quế. Đấy. Đại gia quế các bạn này, nhà có hai con xe ô tô rồi. Đại gia. Hai con xe ô tô rồi. Nhà đại gia. Đùa thôi các bạn, đây là xe của anh chị. Anh chị thì anh thì dạy lái xe các bạn. Dạy lái xe các bằng B1, B2 các kiểu ấy. Ở khu vực Lào Cai mình này, bạn nào có nhu cầu mà học lái xe cả bằng xe máy, bằng ô tô thì liên hệ thầy Hà. Mình sẽ đi bắt xoài các bạn nhé. Ô đây này, có quả xoài này, nhưng mà quả này thối quá. Hả? Thối quá. Vỡ rồi. Đánh nào, vỡ đầu ấy. Né hai con. Nát hết rồi. Sắp chín rồi. Tí giờ vỡ đầu các bạn.
mãi mới được hai quả xoài. Xoài này gần chín rồi này. Mình sẽ kiểm tra con vịt rồi. Bác Cường này con gái con rể về nên là mổ con vịt từ sớm rồi. Thế nào? Chín vào đâu? Mình sẽ chọc bụng nó có ra nước đỏ nhé. Chín rồi. Kiểm tra vịt chín thì sẽ chọc vào đùi, chọc vào bụng cho nó có ra nước hồng nữa không? Nếu không ra nữa là chín. Chín rồi, chín mỏ. Vâng luôn. Nhiều người thích ăn hồng hồng nữa các bạn. Ăn hồng hồng thì thịt vịt nó mới ngọt. Chất lượng nhỉ. Cái này là tỏi của Việt Nam. Tỏi làm bóc khó. Cái loại tỏi ta này bóc khó nhỉ? Sao đó? Loại tỏi ta này bóc khó không các bạn? Cái vỏ nó không giống như cái tỏi tỏi lai kia đâu. Cái tỏi lai kia đập phát là nó ra hết vỏ. Cái tỏi này thì bóc một tí. Nó bé này đâu các bạn, nhưng mà nó rất là thơm và cay. Tỏi này đem làm thuốc luôn. Cái này gọt hết là chị cũng nhiều dã man rồi. Thế thôi, gọt đi thôi. Chị Cúc thì nấu canh rau đay, canh mùng tơi chứ, canh cua mùng tơi. Đĩa của con xong rồi. Ê à, có gạch lên đấy nhỉ? Bán đây bán cơm nguội á. Chị có cái bát gạch cho vào chưa? Đấy, có gạch đấy. Vừa rồi thì chiều nay tí ăn cong này, tí tí ăn cong đi. Ai ai cơm vì chất lượng ấy nhỉ, lũ biển mùa này nó được ăn ốc ấy các bạn, béo không ăn được. Quay trở lại với ông Cường này. Ông Cường này hôm nay có món là sứa biển với xoài. Cho ít xoài cho được không? Sứa vừa rồi thì bác đã trần qua rồi các bạn.
trần qua một nước sôi. Hoạt chuối bây giờ thì cho vào tủ lạnh cho nó mát. Cho hết đi, ăn mới ngon. Chỉ có là ăn rau rồi mà ăn nộm này, ăn mấy cái này nó mới ngon này. Làm nhiều nhiều một chút. À, lọ gì đấy? Cho thêm đường. Nộm thì không thể thiếu rau sống rồi. Cái rau sống thì thái thái vừa vừa rồi, nhỏ quá. Ai à, nhìn chất lượng nhỉ? Nộm sứa các bạn, nộm sứa theo kiểu Tây Bắc luôn. Có đồ biển này, đồ rừng này, hoa chuối này, có rau thơm này. Ở đây bác Cường cho cả rau ngót nữa các bạn, lá chanh, ớt tỏi các kiểu. Thử xem nào, xem có ngọt chưa? Mình sẽ thử một miếng các bạn nhé. Mình vừa mắm vừa muối chưa? Không ngọt rồi. Ngon mà đồ. Ngọt không? Giòn, giòn dã man luôn. Biết làm mới biết giòn, không biết làm mới giòn. Hơi nhạt một chút thôi. Bác ơi, không cho ớt à? Thấy thấy cắt thiếu cay. Mình ai ăn cay chắc thì đã chấm không? Đi mình ăn trong. Ngon quá, nó giòn giòn các bạn. Bổ qua trên không? Thử một miếng xem. Bác thử một miếng không ngon không bác? Ngon lắm rồi. Có giòn này. Giòn. Tuyệt vời thế nhỉ. Hôm nay ăn ké cơm nhà bác Cường các bạn. Cứ cuối tuần là rình rình lấy nhà bác Cường kiểu gì có món ngon. Y rằng hôm nay thì nhà bác Cường có canh cua rau đay mùng tơi các bạn. Chất lượng mùa hè làm bát này là đi cả muối thế thôi. Bác Cường với mọi người thì uống rượu. Hôm nay có nộm sứa nữa các bạn. Nộm sứa này tuyệt vời. Ngồi ăn súp cơm nhanh lên nào. Ăn nhanh lên còn đi chơi. Bát cơm này con mèo nó sờ vào rồi á. Thì lấy công nước về uống đi con. Bác Cường trần mà vẫn giòn nhỉ. Trần nó mới giòn. Cái này phải trần nước mà giống nó mới giòn. Không trần nó không giòn. Bình thường cháu có trần không? Hả, người ta còn rửa nước lá mấy lần. Bình thường cháu nộm dưới cháu không trần không? Mèo cua sao còn rồi, nóng đi. But